Tôi có thấy Luân xin kính chào khách. Hôm nay là buổi chiều ngày 7 tháng 6 năm 2017, thầy Luân chúng tôi vừa bàn giao xong bộ bàn ghế Minh Quốc Nghe cột 12 gồm 10 món cho gia đình miền Bắc Khanh ở thôn La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Cho nên quý vị đang thấy đây là gia đình bác đang quây quần bên những sản phẩm đặc sắc của bộ gỗ thầy Luân. Chúng tôi đã được kê vào đúng vị trí phòng khách của gia đình. Bàn ghế này ra thì là một phần một chiếc cạnh TV mà gỗ thầy Luân. Sau này sẽ kê ở vị trí chỗ này. Nhưng mà đang trong quá trình thi công. Chiều đãi đồ gỗ thầy Luân chúng tôi. Bàn ghế này gồm có 10 món rất chi là đặc sắc. Kể vừa sinh. Ở cách đây ít hôm tôi cũng đã bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng gồm có 6 món. Và cuối năm ngoái thì chúng tôi có giao một bộ cho gia đình nhà bác Thuận ở Kiến An, Hải Phòng và còn một bộ gia đình nhà bà Thoa ở Vĩnh Phúc. Quý vị đang thấy đây, không gian phòng khách của gia đình bác Khanh rất chi là rộng. Xoay ra không đẹp đâu ạ. Để cái này là đẹp. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2017, cư và bàn giao cho bàn ghế cho gia đình bác Canh ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Và đồng quốc thầy Luân xin trân trọng cảm ơn và thay mặt đồng quốc thầy Luân xin kính chúc gia đình bác Canh và anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Thầy Luân xin trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị cùng nghe linh. Xin trân trọng cảm ơn.